Mỗi loài vật ở trên đời thì đều có cho mình những đặc điểm nhất định liên quan đến lợi thế sinh tồn. Chẳng hạn như là kangaroo có chiếc túi trước ngực để nuôi dưỡng và bảo vệ con, hay là loài bướm atlas có khả năng tự giả dạng thành rắn độc khiến kẻ thù phải run sợ. Và cũng có không ít loài sở hữu những chiếc miệng vô cùng đáng sợ, có thể đớp trọn con mồi chỉ trong chớp mắt mà thôi. Anh em có cảm thấy tò mò không nào? Hãy cùng ta tìm hiểu. Há miệng một cái là nuốt ực con mồi, những loài vật có miệng đáng sợ nhất. Quái thú rùa cá sấu, kẻ đi săn cắn nát bếp con mồi trong nháy mắt. Có thân hình to lớn cùng với cú cắn hủy diệt, rùa cá sấu được xem là phiên bản đáng sợ của khủng long thời tiền sử. Mặc dù hình dáng của chúng không có nhiều điểm tương đồng, nhưng sự đáng sợ mà chúng gây ra cho đồng loại khiến cho nhiều sinh vật phải gọi rùa cá sấu là quái thú rùa. Rùa cá sấu là loài rùa nước ngọt lớn nhất Bắc Mỹ và thuộc những loài rùa khổng lồ nhất thế giới, con đực lớn nhất nặng tới 100 kg. Sở dĩ nó được gọi là rùa cá sấu vì cái mai của nó không hiền hòa như các loài rùa khác mà có vẻ hung dữ, đáng sợ của loài cá sấu sông Nin. Mai của rùa cá sấu giống như những cái gai nhọn hình tam giác nhô lên đầy thách thức. Một trong những vũ khí đáng sợ và dễ nhìn thấy nhất của rùa cá sấu chính là cặp hàm cực kỳ khỏe của chúng. Nếu như lực cắn của cá sấu nói chung chỉ bằng 158 N, thì lực cắn của rùa cá sấu mạnh kỷ lục lên tới 656 N. Ở mức cắn này, những cú đớp mồi của gấu nâu, sư tử châu Phi, báo đốm châu Mỹ, cá mập trắng, hổ Siberia vẫn chưa là gì so với rùa cá sấu. Đặc điểm của loài rùa này là chuyên tấn công và ăn thịt các loài rùa khác trong khu vực chúng sinh sống. Với khả năng cắn nát bất cứ thứ gì, rùa cá sấu cũng trở thành loài ăn tạp. Chúng có thể nhai ngấu nghiến các loại động vật dưới nước khác như là cá, rắn, chìm nước, thậm chí là cây thủy sinh chúng cũng không buông tha. Ếch yêu tinh. Ếch bò châu Phi có tên khoa học là Pisistephalus apicus. Trong tiếng Anh, Pisist có nghĩa là yêu tinh, vì thế chúng còn được gọi là ếch yêu tinh. Thành thật mà nói, ngoại hình và bản tính hung dữ của chúng khá phù hợp với cái tên không mấy thân thiện này. Loài ếch này cũng có tuổi thọ khá cao, lên tới 35 năm. Ếch bò châu Phi có nguồn gốc từ Trung và Nam châu Phi. Nhìn tổng thể, ếch bò châu Phi có màu xanh ô liu. Khu vực dưới cổ họng của chúng có màu sắc khác lạ giữa con đực và con cái. Ở ếch đực có màu vàng hoặc màu cam, trong khi đó ở ếch cái lại là màu kem. Khi trưởng thành, ếch bò châu Phi có thể nặng tới 1,4 kg và dài 24,5 cm. Con đực thường có kích thước to hơn con cái. Phần chân sau của ếch yêu tinh cực khỏe, chúng có thể đào được đất. Trong những ngày khô nóng, chúng sẽ tinh danh chui xuống đất để tránh tình trạng cơ thể bị mất nước. Miệng của ếch yêu tinh tròn và ngắn để lộ ra quai hàm. Hơn thế nữa, con ếch này còn có cả răng cơ đấy. Răng của chúng còn lòi cả ra ngoài y như những con yêu tinh. Chúng là loài động vật ăn thịt và ăn tạp chính hiệu. Bất cứ cái gì vừa với kích cỡ miệng của nó thì đều bị chúng sơi tái một cách ngon lành, bao gồm côn trùng, động vật gặm nhấm nhỏ, thằn lằn, chim chóc và cả động vật lưỡng cư bao gồm cả ếch luôn. Các nhà khoa học còn cho biết, ếch yêu tinh còn không hề sợ hãi ngay cả với rắn hổ mang và rắn độc. Gặp phải con nào đủ tiêu chuẩn của miệng là chúng nó đều chén hết. Ếch yêu tinh đẻ một lượt từ 3.000 đến 4.000 quả trứng ở các vùng nước nông. Mỗi quả trứng chỉ dài cỡ 2mm mà thôi. Sau 2 ngày, trứng sẽ nở ra những con nòng nọc mập mạp. Sau 18 ngày, ếch non dài khoảng 20mm sẽ đủ khả năng nhảy lên mặt nước để sống ở môi trường đất. Đây cũng là giai đoạn chiến tranh tiêu diệt rất ác liệt khi các con ếch quay ra xơi thịt lẫn nhau. Chân Anaconda, quái vật đáng sợ nhất rừng Amazon. Chân Anaconda là loài chân khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ. Chúng có lối sống lưỡng cư nhưng hiếm khi leo lên cây vì khối lượng cơ thể quá lớn. Loài chân này sống chủ yếu trong môi trường nước và sinh sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới. Anaconda có thể bơi với vận tốc đạt khoảng 20 km/h và có thể ở dưới nước khoảng tối đa 20 phút. Giống như các loài rắn khác, chúng thường xuyên lột xác. Anaconda cái đẻ con, chúng có thể đẻ từ 10 đến 50 con non mỗi lứa, kỷ lục lên tới 100 con non. Anaconda sơ sinh dài khoảng 75cm và nặng khoảng 250g. Anaconda có thể sống tự lập ngay lập tức và rời mẹ chỉ sau vài giờ sau khi được sinh ra. Chân Anaconda di chuyển khá chậm nên chúng thường dựa vào khả năng tàng hình và các đòn tấn công bất ngờ để bắt được con mồi. Không có quá nhiều kẻ thù, một con Anaconda có thể dễ dàng vượt qua cột mốc 10 đến 12 năm tuổi thọ trong tự nhiên. Còn trong môi trường nuôi nhốt, con số ấy sẽ lên tới 30 năm. Con chân Anaconda trưởng thành có thể dài tới 9m và nặng 550kg. Kích thước ngoại cỡ của chúng có lẽ chỉ thua kém một chút so với giống chân hoa châu Á. Về tập quán sinh sống, Anaconda sống dưới nước nhưng không ăn thủy sản như cá. Con mồi ưa thích của chúng là cá sấu Nam Mỹ, các loài rắn khác, dê và thậm chí là cả báo Nam Mỹ.
Điểm độc đáo của chăn Anaconda là dùng sức mạnh của cơ thể, chứ không dùng răng để nhai và giết con mồi, vì răng của chúng không có chất độc. Với một cái quai hàm khỏe, có khả năng đàn hồi như dơi cao su, cho phép chăn Anaconda mở to cái miệng gần như thẳng đứng để nuốt các động vật lớn khác hơn nó rất nhiều. Nhưng nó phải mất khá nhiều thời gian để nuốt con mồi. Sau mỗi bữa ăn no nê, chúng tìm chỗ nghỉ ngơi và tiêu hóa thức ăn. Hà mã. Hà mã có tên khoa học là Hippopotamus sempipedus. Chúng là loài động vật ưa nước, có kích thước lớn sống ở châu Phi. Từ Hippopotamus xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là ngựa nước hoặc là ngựa sông. Mặc dù có tên như thế nhưng hà mã và ngựa không có quan hệ gần gũi, mà họ hàng gần nhất với hà mã là lợn, cá voi và cá heo. Hà mã là loài động vật rất to và là loài động vật có vú sống chân cạn lớn thứ ba hiện nay sau voi và tê giác trắng. Chúng có thể đạt chiều dài từ 3,3 đến 5 mét và cao 1,6 mét tính tới vai. Con cái trung bình nặng khoảng 1.400 kg, trong khi con đực nặng từ 1.600 đến 4.500 kg. Hà mã sống ở vùng cận Sahara, châu Phi. Chúng sống ở những khu vực có nguồn nước dồi dào vì chúng dành phần lớn thời gian ở dưới nước để giữ cho làn da mát mẻ và ẩm ướt. Hà mã là những con thú có tính xã hội, sống thành từng đàn. Các đàn hà mã thường bao gồm từ 10 đến 30 thành viên, bao gồm cả con đực và con cái, mặc dù một số nhóm lên tới gần 200 con. Bất kể số lượng bao nhiêu, mỗi đàn thường được dẫn dắt bởi một con đực đầu đàn. Hà mã là động vật rất lớn, những tiếng khịt mũi, tiếng gầm gừ và tiếng khò khe của chúng được đo ở mức 115 decibel, tương tự như việc đứng cách xa loa của một buổi hòa nhạc dốc chỉ 15 mét. Những sinh vật ồn ào này cũng sử dụng âm thanh cận âm để giao tiếp. Hà mã là loài động vật khá nguy hiểm. Theo thống kê, số người thiệt mạng vì chúng còn cao hơn cả số người chết vì sư tử mỗi năm. Một đặc điểm nổi bật của hà mã đó là hàm răng của chúng phát triển vô cùng mạnh mẽ. Chúng sở hữu cái miệng và hàm rộng, những chiếc răng nanh dài, nhọn hoắc và răng cửa to để cắn xé kẻ thù dễ dàng. Con trưởng thành thường có tới 38 đến 42 cái răng. Răng hàm và tiền hàm dùng để nhai, nghiền thức ăn. Trong khi đó, răng nanh và răng cửa sắc nhọn phía trước dùng để cắn tự vệ hoặc phô bày sức mạnh. Trung bình, các loài động vật này khi trưởng thành có răng cửa dài khoảng 40cm và răng nanh rất nhọn dài khoảng 53cm. Răng của chúng có thể dài thêm đôi chút trong quá trình sinh sống và chúng thường xuyên mài răng để có bộ hàm sắc nhọn hơn. Cá voi lưng gù. Cá voi lưng gù có tên khoa học là Megatera novoengli, thuộc giống cá voi tấm sừng hàm. Cá voi lưng gù đầu tiên được phát hiện vào năm 1756 do nhà khoa học Maturin Jacques Brissot tìm ra. Năm 1781, nhà khoa học Borowski nghiên cứu chi tiết về dòng cá voi lưng gù và đặt tên là Brisson. Vào năm 1804, cá voi lưng gù chính thức được xếp vào chi Belenidae và được đổi tên thành B. jubos. Vào năm 1864, cá voi lưng gù sau quá trình nghiên cứu được chuyển vào chi Megaptera longipinna. Vào năm 1932, nhà khoa học Kellogg chính thức đổi tên thành Megaptera novoengli và được sử dụng đến ngày nay. Tên gọi này mang ý nghĩa là đôi cánh khổng lồ, ý chỉ đặc điểm chân treo của loài cá voi lưng gù. Cá voi lưng gù là loài cá voi có kích thước cơ thể vô cùng lớn. Một chú cá voi lưng gù khi trưởng thành có thể nặng từ 30 đến 36 tấn. Chiều dài cơ thể của chúng có thể đạt từ 12 đến 16 mét. Cá voi lưng gù có thân hình khá tròn và điều đặc biệt trên cơ thể của chúng là phần vây ngực dài. Phần vây ngực và tấm sừng của cá voi lưng gù được cấu tạo từ chất keratin giống như cấu tạo của tóc và móng tay ở con người. Cá voi lưng gù có phần đầu nhọn và nổi lên những phần gai sần sùi giống với cá sấu và cùng với đó là đôi mắt nhỏ được đặt ở hai bên đầu. Tất nhiên, một con vật khổng lồ như vậy cũng sở hữu một chiếc miệng đáng kinh ngạc. Cá voi lưng gù săn mồi bằng những chiếc miệng đáng sợ ấy. Chúng có các rãnh họng song song chạy từ miệng xuống cổ, miệng rộng cho phép chúng thu giữ nhiều thức ăn. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nhiếp ảnh gia đã từng ghi lại khoảnh khắc con sư tử biển bị cá voi lưng gù nuốt chửng. Con sư tử biển ước tính nặng khoảng 180 kg, bị tung lên không trung rồi rơi vào hàm của con cá voi lưng gù ngoài khơi vịnh Monterey ở California, Mỹ. Thay vì đi săn, một số cá voi lưng gù biết sử dụng chiếc miệng khổng lồ của mình để bẫy cá ở gần mặt nước. Dù vậy, cổ họng của cá voi lưng gù tương đối nhỏ, chỉ rộng bằng một quả dưa hấu mà thôi. Video đến đây thì lại hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Taka ngày tự đón xem những video mới nhất của mình. Chân anh cảm ơn anh em.